Cái thằng này, cô Hồn vừa nãy á, không phải chỉ có tao với mày đâu. Đi ăn trộm làm cái gì làm lẹ đi, để mà lòi ra thêm một đứa nữa. Chết. Ok. Cái gì nữa vậy hả? Im chậm mà cứ hay la vậy. Chuyện gì? Cái thằng này nhát như thỏ đế, còn mày ăn cắp giặc. Tết nhất từ đây thì mày muốn lộng hành hả? Ủa? Mình mà. Hay gì tụi nó sợ. Cũng may, cũng may là mình có lắp cam Blackview của em Sport, không là bị tụi nó ăn cắp rồi. Đúng là xịn mà.